Chúng mình xuất phát lúc 6 giờ 30 phút và khoảng 7 giờ là đã đến nơi. Ngoài giờ học trên lớp thì chúng mình có thể rủ giáo viên VCV đi chơi riêng. Và lần này chúng mình rủ anh Jacob, anh là người Canada và sẽ ở Hà Nội trong 3 tháng. Mọi người nhớ phải chọn xe thật kỹ nhé, để tránh trường hợp đang đi bị xì lốp như mình. Lượn vài vòng thì chúng mình ra chỗ đầu rồng check-in làm kỷ niệm, tiếc là không chụp được hết cả nhóm. Khoảng 8 giờ, chúng mình đến nhà hàng Phương Dung tại 31 Phủ Tây Hồ. Anh Jacob bảo đây là chuyến đi vô cùng thú vị và đáng nhớ, nhất định sau này về nước sẽ kể lại cho bạn bè nghe. Và hành trình của bọn mình kết thúc đến đây. Hãy theo dõi VCV để xem những hoạt động khác của chúng mình nha!